Hello, mùa hè tới rồi, mình có rất là nhiều kiểu tóc cho mùa hè nha. Cột lên vừa dễ thương vừa mát mẻ mà còn hợp với lại rất là nhiều bộ trang phục khác nhau nữa. Kiểu thứ nhất đó chính là búi tóc hình trái tim. Đầu tiên thì mình sẽ cột hết tóc cao lên như thế này. Như thường lệ thì nên chừa phần mái ra một xíu để che bớt cái sự mặt mập của mình. Mình sẽ dùng cái thùng hơi to và dày một xíu để cột cố định cái phần tóc này lại. Sau đó mình sẽ kéo cho phần đỉnh đầu, phần tóc được lỏng ra một xíu như thế này thì nhìn tóc của mình nó sẽ nhiều hơn, dày hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cột phần tóc lại một khúc như thế này. Trời ơi, như cái chè trong đó. Sau đó mình sẽ chia phần tóc này ra làm đôi và mình sẽ kéo cái chùm tóc qua như thế này. Ok. Rồi các bạn nhìn kỹ cái chỗ này nha. Giờ mình sẽ đặt cái phần tóc này xuống. Ding ding. Vậy là đang chùm tóc trái tim ở trên đầu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy thùng và cột chắc lại nha. Chỉnh lại hình trái tim một xíu. Sau đó thì phần tóc còn thừa này mình sẽ chia ra làm đôi, quấn vòng quanh cái chỗ này lại. Và ta-da! Đây là một cái hình trái tim rất là dễ thương ở trên đỉnh đầu. Thì mình cũng đừng quên là phải kéo cho tóc mình lỏng ra nha, để phần đỉnh đầu của mình no tròn hơn và nhìn tóc của mình cảm giác nhiều hơn, mặt mình sẽ nhỏ hơn. Ok, chính là kiểu tóc Tết kiểu Nhật. Ở trên đỉnh đầu thì mình sẽ lấy ra một chùm tóc, nhớ chừa phần mái ra nha. Mình sẽ chia ra làm ba và bắt đầu thắt bính. Và cứ mỗi lần thắt xuống thì mình sẽ lấy thêm một chùm tóc nữa. Khi đến phần tai này rồi thì mình sẽ không lấy thêm tóc nữa nha, mình sẽ thắt thẳng xuống dưới thôi. Sau đó mình sẽ cột lại. Bây giờ mình sẽ làm tương tự với bên còn lại nha. Xong rồi sau đó thì phần tóc ở phía sau mình sẽ cột lại như thế này. Đoạn này nhìn hơi mắc cười nhưng mà tin mình đi, làm xong thì xinh lắm. Sau đó mình sẽ lấy hai chùm tóc đã thắp bím này quấn vòng quanh cái chùm tóc vừa cột và mình cố định lại bằng thùng ở phía dưới. Sau đó chùm tóc này mình sẽ thắt bím lại. Và đây rồi, đã xong kiểu tóc này. Nhìn thì rất là đơn giản đúng không, nhưng mà rất là dễ thương. Mình có thể đi chơi nè, đi ăn tiệc cũng được. Và kiểu tóc này vừa ngọt ngào vừa thiếu nữ mà còn rất là hát tuổi nữa nha. Tóc biến kịp nè. Đầu tiên thì mình sẽ để hết tóc ra đằng sau, nhớ chừa phần mái lại. Mình sẽ lấy hai chùm tóc hai bên này, chừa lại chùm tóc ở giữa và cột lại với nhau. Sau đó mình sẽ vòng cái tóc này xuống dưới như thế này. Rồi mình tiếp tục thắt bím hết phần tóc ở dưới. Chỉnh lại phần tóc ở phía trên này cho nó phồng và đều hơn. Phía sau thì mình kẹp thêm một cái kẹp nơ như thế này. Như vậy là xong rồi. Và kiểu tóc này cho dù không có kẹp nơ thì vẫn rất là xinh và rất là dễ thương nha.